Rồi hôm nay mình sửa lại cây mai anh em ơi. Cây này hoành cũ nó khoảng 40 anh em. Hoành cũ 40 đế mình cũng không nhớ anh em ơi. Giờ không biết làm gì nên mình thay vết chồng cho nó một cái. Cây này cũng lâu quá rồi. Chi tàn bịt kín hết rồi. Để mình móc lên thử coi mình xem có làm được cái thế nào không. Để mình quay cho anh em xem nha. Cây của cũng ngu cũng im lắm anh em, tàn chằng chịt hết rồi. Cái này chắc mình để mình rũ ra cái đó. Anh em thông cảm nghe, tay mình không quay mấy cái clip kia lúc làm được anh em ơi, có mình nè, nên mình cắt ghép từng đoạn từng giai đoạn mình làm á anh em xem. Nó sau khi mình rũ rễ ra gì nè, quá khứ cái rễ anh em ơi, rễ khủng khiếp luôn. Mấy cái đầu rễ của mình ngày xưa bây giờ nó đã ra rễ hết, đều hết luôn anh em. Nó mình xối cát ra trời ơi, quá rồi. Nhưng mà cái này nhìn cái đế này thì chắc mình chỉ đánh được cái dáng ba anh em ơi. Rồi bè mình tiến hành, giờ mình vô chất chồng cho nó cũng hết chấu luôn rồi, chơi cát sơ dừa thôi. Rồi kiếm cái chậu êm êm như nó một cái vô cát sơ dừa, bỏ lên cái sơ dừa này cũng mục lâu lắm, cái bao đất ten ben hết rồi. Rồi giờ mình trộn, bây giờ mình vô cái chậu cho anh em để định hình nó, giờ mình uống cái tàn nó luôn đó. Móc được cái đế lên thôi à. Đế cũng được, đế thấy cây này cũng già, do cây này già mình nhìn cũng đã lắm anh em ơi. Đó. Rễ nổi lên là mình làm đánh mấy cái rễ nổi lên cho nó êm êm mấy cây cái. Đó, cái đây cái sụn sụn của nó đó. Đó, anh em lúc này có giao lưu thì giao lưu cho mình nha. Cây này 1,5 triệu anh em ơi. 1,5 triệu thì cọc cho mình thôi, cọc cho mình rồi khi nào có xe mình chuyển nha. Rồi chút nữa mình vô mình uống cái bộ tàn vàng xương của nó lại, rồi anh em nào ưng thì cho mình hay nha. Đó. Cây sống khỏe rồi, già chát luôn anh em, giống kiểu lên xù vậy anh em à, già chát luôn. Này tàn này nó mình chắc mình cũng dễ sửa anh em ơi, đánh tàn bay cũng êm đó. Sau khi mình đã định hình cái tàn nó lại đó, nó đều chưa đó, mình chi nó để mình để chi nó hơi nhiều nha, cho Tết này nó có hoa cũng coi cũng được, lọc lá nè, ngắm đỡ buồn. Cây nuôi là năm mấy 2 năm rồi giờ này mới làm cho nó cái được cái bộ đồ mới đó, có cục nhà mà dáng bay nhìn cũng hay hay anh em ha. Làm chi nó cũng mịn mịn xíu. Cái mai rừng anh em là cái nhánh nó cứng lắm á nha. Cái mai rừng thì là đặc trưng là nhánh nó cứng hơn mai nhà, mà hay cái là nó ít ít bỏ chi lắm nha. Mình có thay đất thay chứ nó ít bỏ chi lắm, mai nhà cũng bỏ chi với nó ít ít bỏ lắm.